người đời vẫn luôn chê bai, dù người đời mỉa mai không hay, nhưng riêng tôi thì tôi vẫn là tôi. Tôi yêu tôi qua từng nỗi buồn, và tôi thương tôi nghe bao tiếng chê cười. Cuộc đời này có ai thương ta, hay chỉ là những câu nói ba hoa? Nhưng riêng tôi vẫn mãi yêu người. Nhưng riêng tôi thì tôi vẫn là tôi. Tôi của ngày tháng yêu đời, tôi của niềm tin yêu mãi. Không ai xóa đi được. Nhưng riêng tôi thì tôi vẫn là tôi. Tôi của ngày tháng hy vọng, tôi của niềm tin yêu mãi. Không ai biết được đâu. Mẹ mãi làm cũng không để ý con ngủ lúc nào hết á. Chưa có mệt rồi á, về nghỉ đi. Rồi chiều tối á, qua đây giúp mẹ phơi sương phận đồ hỉ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Con xin lỗi mẹ. Ông gọi đi mô, về đi con. Dạ, thưa mẹ con về. Anh hẹn tớ cuối tuần, chờ tớ nơi cuối phố. Biết tớ thích màu trời, nhưng mà anh chọn màu đỏ cam. Chiều chủ nhật, chiều thứ bảy, hôm nay thứ bảy chứ nhỉ? Chiều thứ bảy mưa rơi, sao bóng em chẳng tới. Trời, em tớ. Trời, cái gì vậy bé Tâm? Bé hoài, anh lớn rồi, anh có người yêu rồi, đâu có còn bé. Rồi, vậy thì chúc mừng bé có người yêu nha. Chúc mừng gì? Yêu tơ chứ yêu ai mà chúc mừng. Nè, không có giỡn rồi nha, kiếm tôi có chuyện gì không? Có chứ, biết hôm nay thứ mấy không? Thứ bảy, thì sao? Thứ bảy, máu chảy về tim. Ly cà phê như muốn nói. Cà phê nhé tơ. Trời, nghĩ sao mà giờ này đi cà phê trời. Bây giờ chỉ muốn lăn vô nhà ngủ một cái cho thiệt là đã thôi à. Ôi dồi ôi, uống một ly cà phê vào thức luôn. Kỳ quá ha, cái tính không bao giờ bỏ, lúc nào cũng nói dai hết à. Sao cứ lèm bèm hoài cái tính không bỏ được. Tôi nói là tôi muốn đi ngủ, nghe không? Người đâu mà tàn nhẫn như tơ thế. Mắc mớ gì tàn nhẫn? Không tàn nhẫn sao được. Lúc tơ cần cái gì mẹ cũng giúp. Tôm cũng xả thân vào giúp tơ. Rồi có mỗi lần mời tơ đi uống cà phê thì mắng mình tàn nhẫn quá chứ còn gì nữa. Cái gì mình cũng rồi không... rồi bây giờ đi cà phê là được chứ gì. Nói gì mà nó dài như cái giải vậy. Tao lúc ban đầu không đồng ý luôn đi, để cho mình nói nãy giờ tùm lum tùm la rồi bây giờ mới đồng ý đi. Thay phụ cái xe coi. Ai bảo tơ không đồng ý. Giờ sao? Có đi không? Nói nữa tôi đổi ý đi. Giờ trời ơi, không rồi chưa? Nó lại đi với tôm hoàng đế nữa hả? Trời ơi, không chừng mang tay mang tiếng cho mà coi. Chị Năm ơi, nấu cơm xong chưa? Nhìn vào tình hình ngày hôm nay, có thể đoán được Dạ Khê và anh Thơ giở trò để đuổi chị Năm đi. Thật sự rất tội nghiệp và oan ức cho chị. Nhưng mình không nắm được bằng chứng nên không thể nào giải oan được. Bằng không, anh Thơ sẽ làm trận thượng lên thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Ngày mai, mình sẽ tìm cách xin lỗi và bồi thường cho chị Năm để lương tâm mình đỡ rây rứt.
Ba, ba bị sao vậy? Cũng may là ba không sao á. Ba đói bụng á thì nói con kêu người ta mang thức ăn tới. Nói gì cho cực vậy ba? Ừ, thì ba tính ăn để lót dạ thôi. Ba, ba, tối nay cô ba mời cha con mình tới ăn cơm. Ba thay đồ rồi đi nha. Ba không có muốn đi. Trước mặt cô ba thì con phải ăn nói để ý một chút. Đừng để người ta hiểu lầm rằng là ba có tình ý với người ta. Nhưng ba có tình ý gì với cổ cũng có sao đâu, con ủng hộ mà. Mấy cái chuyện này không thể đem ra giỡn được con à. Tính của Dạ Khê xưa nay rất khắt khe với những người mà cổ không thích. Con qua lại với cổ thì nên dừng lại ở mức xã giao thôi. Đừng có học theo cái tính cách đó nghe. Ý của ba là cổ độc ác chứ gì. Cần gì mà lòng vòng là khắt khe với những người mà cổ không thích. Ba yên tâm đi, nói về độ độc ác thì còn độc ác hơn nhiều, không có cần học hỏi đâu. Anh Thơ, con nói cái gì vậy anh Thơ? Cái chuyện độc ác với người khác mà con có thể nói với thái độ tự hào như vậy sao con? Con giỡn chơi thôi mà. Ba làm gì mà quan trọng quá vậy? Thôi ba thay đồ đi rồi mình đi. Ba không muốn đi. Ba ích kỷ quá. Ba chỉ suy nghĩ cho ba thôi. Ba không chịu tạo mối quan hệ thân thiết thì làm sao con với anh Kinh Long có thể đám cưới được? Ba có biết sao vụ mà tụi con cãi lộn vừa rồi đó, thì cái vai trò của ba lại càng quan trọng hơn hết. Con chỉ còn biết trông cậy vào ba thôi. Ba thương con thì phải tác động vào gia đình nhảnh cho con chứ. Lại định khóc nữa đó hả? Thôi được rồi, ba đi. Con thương ba nhất luôn đó. Dạ, thưa mẹ, con mới tới. Ừ, con mệt mê chưa? Dạ, con đỡ rồi, con phụ mẹ nha. Ừ. Nì, con trợ nhân viên phận ní như mẹ đang làm đi nì. Con á, phải làm như rửa đó, hững sướng mày điêu, con hiểu chưa? Từ trước tới giờ mẹ chưa bao giờ mẹ chỉ cho con tỉ mỉ giống như là chỉ tơ như vậy. Con biết không, công việc phơi phận nùa tưởng là đơn giản, nhưng không phải rửa mô. Cái ní á, phải do bàn tay khéo léo, đảm đang, không phải ai cũng làm được mô. Kinh Long nì. Dạ. Chưa, con vô chuẩn bị xe đi. Nội chỉ cho tớ làm hệ chỗ ní, rồi hai mẹ con mình đi. Dạ. Nếu mà mẹ cần đi đâu á, thì mẹ đi cho sớm đi. Cái này con làm cho. Mẹ đi đón ba Kinh Long ở Pháp về. Con biết không, con 3 tiếng nữa, máy bay mẹ hạ cánh. Cho nên mẹ đủ thời gian để chỉ cho con. Dạ. Con đi lấy xe nghe mẹ. Ừ. Nam ô. Gì? Làm việc cho siêng năng lên. Trời ơi. Ok ơi. Ô dư hơi quá à. Tôi đang làm chứ đâu phải làm biết đâu mà nó siêng năng. Ô gì? Làm như rỉ. Ai ăn ai nhìn. Trời ơi, còn nhiều món nữa mà. Nè, Nam ô. Gì? Quả bao chứ? Tôi nói một mà mụ không cãi đâu. Mà sợ nhìn tôi mà chết à. Chứ cô nói vô lý muốn chết à. Sao cho tôi cãi được? Du Duyên. Dạ, con tới rồi nè cô ba. Ra bây giờ Ni mới mới tới. Con phụ với mẹ phơi phấn nụ ngoài kia kìa. Phấn nụ là chuyện của ông Thơ. Thôi, Mi dọn dẹp phụ vú Nam ô đi. Dạ. Mấy người mới bước vô là nghe tiếng lá ốm xồm thôi. Đứng đây làm chi đây? Mà ơi, con chỉ đạo mọi người nấu thức ăn.
Mẹ Chí, chị Đào mọi người phục vụ ẩm thực. Trời ơi, chị Đào mọi người nấu. Ủa sao giỏi ghê, bữa nay giỏi ghê. Hay là đứng đây lắm rửa cho mọi người. Thôi đi đón anh hai không? Nè, mà đi về Kinh Long được rồi. Con hôm nay là con bận lắm, con phải trang điểm để mà tiếp khách. Rửa thì đi đi. Dạ. Dạ. Nhiều chuyện ghê. Này. Dạ. Nhớ làm thêm món thịt bò xào với cái mâm hỉ. Dạ. Bà ăn Kính Long thích món đi lắm. Dạ con biết rồi. Ừ. Dạ. Mẹ, mình đi được chưa? Ừ, được rồi con, đi. Dạ. Hai mẹ chồng đi. Ừ. Anh đi nghe nhỏ. Đi. Ừ. Nhà này coi bộ sang dữ ta. Không biết chị hai làm gì ở trỏng nữa. Hay là... Xe sang cỡ đó chỉ có đại gia mới đi thôi. Trời đất, có khi nào chị hai tiếp khách ở trỏng không? Ba, ba ngồi đây nghỉ chút đi, để con lên chào mẹ ăn tiếng. Ừ. Đến khi mơ. Ờ, tôi cũng mới tới. Dạ. Tớ. Dạ. Dạ. Anh. Ai mượn đi. Đi đi. Đi đi. Xuống rồi dùng nước đi. Đi. À. Dạ. Dạ. Anh Cần uống trà. Anh Cần uống trà nè. Trà ní là trà gia truyền, phục vụ cho vua chúa ngày xưa. Ngày nay á chỉ có dòng dõi hoàng tộc cho nên mới biết bí quyết trà này. Nhà em á dùng để đãi khách quý mà thôi. Cảm ơn cô. Tôi uống trà xanh quen rồi, nên không chắc là có biết có thưởng thức được cái loại trà này hay không. Trời ơi, không biết thì em chỉ cho biết. Lên với em cho anh coi nè. Thôi thôi, không cần đâu, tôi uống trà được rồi. Có gì đâu mà ngại. Mà của em với lại Kinh Long đi rước anh hai rồi, nhà có mỗi mình em à. Ngại gì. Tôi thấy nóng quá à. Cho phép tôi đi ra ngoài, tôi không mát nha. Rồi, anh ra đó trước nha. Trời ơi, một cái tiến sĩ mà anh ấy nóng rần trong người rồi. Cô ba, có hiệu quả không? Tất nhiên là phải mê mẩn ta rồi. Mi thấy bộ đồ được không? Cũng được, đẹp. Công nhận cô ba cũng cao tay ghê ta. Không phải, ai da, không phải ai cũng biết tạo cơ hội như cô ba đâu.
Ôi da, cô bà mi biểu, o là duyên bẩm sinh. Cô ba, hôm nay không có anh Kinh Long với mẹ ở nhà, mình kiếm cớ đuổi con Tơ đi đi. Ai về mà hỏi, o biết làm sao? Thì mình bị đại lý do nào đó, con Tơ nó đi rồi thì đâu có ai đâu để đối chứng với mình. Đâu có ai để đối chứng đúng sai đâu, đúng không? Đúng. Đừng có sợ. Được rồi, để o coi cái cơ hội này để sao nha. Quanh quẩn ở đây thế nào cũng gặp người quen à.